Hello, chào mừng các bạn đến với chương trình giải trí âm nhạc trên kênh YouTube của Hoàng Quốc Dũng ha. Rồi bữa nay ta bước sang phần 2 của tập độc nhạc, đó là tập độc nhạc số 2 của lớp 5 có tựa đề Mặt Trời Lên. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào nghe giai điệu nha. Rồi bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là tập đọc từng câu của nốt nhạc. Rồi ta đi vào câu thứ nhất. Lần đầu thì nghe giai điệu, lần sau chúng ta đọc theo. Câu thứ hai. Đọc. La 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 re, son son mi re đô. Rồi ta ghép lại hai câu. Ta bắt đầu đọc. Đô 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 mi son son la la son la 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 re son son mi re đô. Rồi phần đọc từng nốt nhạc đã xong, chúng ta bước sang phần tập đọc và hát theo giai điệu có đệm nhạc ha. Chương trình giải trí âm nhạc đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại các bạn trong bài tập độc nhạc số 3. Sau khi xem nhạc, các bạn nhớ bấm đăng ký và chia sẻ cùng các bạn khác xem nha. Chúc các bạn hát hay, học giỏi.